Hello, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì Nhi sẽ đem đến cho chúng ta một chuỗi trà sữa. Nhưng mà nếu uống trà sữa bình thường thì không có gì để nói đúng không? Tuy nhiên ngày hôm nay Nhi sẽ đem đến một chuỗi trà sữa mà Nhi lại kết hợp với một loại quả gọi là siêu thực phẩm. Bởi vì là loại quả này nó có rất nhiều các vitamin và khoáng chất. Đó chính là quả gấc. Đó, quả gấc này thì mời các anh chị xem trên màn hình, các bạn sẽ chiếu rõ cái hình quả gấc hơn cho mình để mình có thể hiểu được quả gấc nha. Đấy, quả gấc thì nó màu chín là màu đỏ và nó sẽ có những cái gai. Đó, thì mua về thì chúng ta sẽ bóc tách cái phần thịt ở trong và từng cái miếng thịt đó thì nó lại có bên trong nó có cái hạt nên mình cũng bỏ cái hạt luôn. Có nghĩa là mình lấy cái phần thịt của quả gấc để sử dụng. Và nếu mà anh chị bây giờ thử lên Google gõ hai chữ là lợi ích của quả gấc hay là giá trị dinh dưỡng của trong quả gấc thì chúng ta sẽ tìm thấy rất nhiều các cái nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng nói về các cái thành phần có trong quả gấc. Và một trong những cái thành phần mà tối ưu, thành phần đặc biệt có trong quả gấc rất nhiều đó chính là vitamin C, A và E. Ngoài ra có thêm nhiều các cái vi lượng khoáng chất khác nữa. Và một điều thú vị cho thấy rằng là quả gấc này là siêu thực phẩm là bởi vì ví dụ vitamin C trong quả gấc đi thì cao gấp 40 lần so với vitamin C có trong nước cam nha. Rồi ví dụ cái beta-carotene là trong quả gấc á, thì gấp 10 lần so với cà rốt. Đó, ngoài ra tương tự như vậy chúng ta có thể đọc thêm những cái thông tin khác về quả gấc. Ở đây như chỉ tóm tắt thôi ha. Rồi, và chính vì có rất nhiều các vitamin mà số lượng lớn như vậy đó, cho nên là quả gấc á, nó sẽ giúp cho chúng ta sáng da, sáng mắt luôn. Tại vì có nhiều vitamin A quá nên là đẹp da, rồi sáng mắt, rồi đẹp tóc của mình luôn. Ngoài ra thì nó còn giúp cho chúng ta chống lão hóa. Bởi vì một số nghiên cứu trong quả gấc họ nói rằng là quả gấc thì có khả năng giúp cơ thể chúng ta tổng hợp collagen. Chính vì vậy mà giúp cho da của mình đẹp và săn chắc hơn. Đấy, ngoài ra thì nghiên cứu về quả gấc á, thì nếu anh chị thử search thôi, gõ hai từ là lợi ích quả gấc thì chúng ta sẽ đọc được vô số các cái nghiên cứu. Và chính vì cái lợi ích của quả gấc rất là lớn á, cho nên á, ngày hôm nay á, Nhi mới quyết định làm một chuỗi trà sữa kết hợp với gấc để cho những người nào là thích trà sữa, hồi nào giờ không thích ăn rau củ, không thích gấc thì chúng ta sẽ sử dụng nền là trà sữa là món chúng ta yêu thích, và Nhi sẽ tạo ra những món trà sữa nó ngon mà nó còn có thêm gấc để đem cái giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của chúng ta nha. Nghe như vậy thì chúng ta thấy hấp dẫn đúng không ạ? Và đặc biệt là lúc này các chị em hoặc là các mẹ mà muốn chăm sóc tốt hơn cho gia đình mình, hoặc là những chủ quán có cái tâm huyết muốn tạo ra những món đồ uống tốt hơn cho khách hàng thì đây chính là lúc mà chúng ta nên chú ý nhiều hơn để biết cái công thức nha. Và bây giờ thì trước khi đến với phần chuỗi trà sữa gấc thì hôm nay Nhi sẽ hướng dẫn là trà sữa gấc kết hợp với đậu phộng. Và trước khi bắt đầu thì Nhi sẽ đến với phần đầu tiên, đó chính là phần giới thiệu nguyên liệu để chúng ta có thể làm được 3 món trà sữa gấc nhé. Rồi bây giờ để làm được món trà sữa gấc thì Nhi sẽ sử dụng nước cốt trà sữa trà xanh để làm nền. Và để làm được món trà sữa trà xanh thì ở đây Nhi sẽ có trà xanh dạng lá nhuyễn của thương hiệu Lộc Phát, Nhi sử dụng 80g. Ở đây Nhi có 300g sữa đặc. Rồi ở đây Nhi có là 500g bột béo và có thêm muối ăn. Ở đây thì Nhi sẽ sử dụng là trà sữa không đường, chỉ có một ít sữa đặc làm nên độ ngọt rất nhẹ thôi. Và đây mình sẽ dùng trà sữa không đường. Để xíu nữa mình có thể sử dụng đường ăn kiêng dành cho những khách hàng nào muốn giảm tối thiểu cái lượng calorie trên ly nước của mình. Hoặc là chúng ta có thể dùng nước đường nhưng mà điều chỉnh độ ngọt theo ý kiến của từng khách hàng. Vì vậy trong công thức trà sữa Nhi không có đường nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nguyên liệu tiếp theo. Rồi để làm được món trà sữa đậu phộng, gấc đậu phộng thì chúng ta sẽ có lạc ha. Lạc. Và với cái món mà trà sữa lạc kết hợp với gấc á, thì Nhi đặt tên một cái món rất là dễ thương đó là trà sữa lạc hồng. Là bởi vì xíu nữa đó, mình sẽ có lạc trong trà sữa. Và cái gấc làm ra thì nó có màu hồng cam nên mình đặt trà sữa lạc hồng nghe rất là xịt tinh dầu, rất là dễ thương. Rồi tiếp theo nữa là ở đây Nhi tất chắc chắn là mình phải có gấc rồi ha, mình có 50g gấc. Hoặc mình cần dùng nhiều hơn thì mình lấy nhiều cái phần thịt hơn ha. Đó, sau khi lấy cái phần hạt gấc ra, chúng ta tách bỏ cái phần hạt bên trong và chúng ta được cái phần thịt gấc như thế này, 50g.
Rồi chúng ta chuẩn bị nước lọc để xay. Rồi, và ở đây á, thì Nhi sẽ dùng topping là trân châu ba quy. Anh chị thấy bình thường trân châu ba quy là nó có màu trắng. Ngoài ra trên thị trường thì cũng có bán các loại trân châu ba quy màu đỏ, màu xanh vân vân. Nhưng những cái đó là phẩm màu. À, và ngày hôm nay Nhi sẽ dùng cái màu trắng này nè. Nhi kết hợp với nước lá gấc thì ra được màu xanh. Anh chị thấy chúng ta có cái ba quy màu xanh dễ thương không? À, một sự sáng tạo mà rất là tốt cho sức khỏe luôn là dùng nước lá dứa. Rồi ngoài ra cũng là cái ba quy màu trắng này mà Nhi ngâm với gấc. Nhi dùng nước cốt gấc, Nhi ngâm. Thì theo công thức là 200g ba quy thì Nhi sẽ ngâm với 30ml nước cốt lá dứa. Ba quy với 30ml nước cốt lá dứa. Đấy, tươi, màu xanh rất là đẹp, thơm nữa. Rồi, ở đây tương tự là 200 trân châu ba quy, chúng ta sẽ ngâm với 30ml nước cốt gấc. Và xíu nữa Nhi sẽ hướng dẫn làm nước cốt gấc sau nha, cũng ra được màu đỏ này. Vậy múc lên này, múc lên bỏ hết nước nè. Thì chúng ta thấy cái trân châu của mình nó có màu đỏ của trái gấc rất là hấp dẫn. Và bằng cách tạo màu này á thì chúng ta có thể sử dụng mà không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hoặc là mình cho khách hàng của mình thì họ cũng yêu thích hơn, bởi vì quán mình là thuần thiên nhiên thì người ta sẽ thích hơn ha. Rồi, như vậy là về phần nguyên liệu đã sẵn sàng. Bây giờ chúng ta sẽ làm các nhiệm vụ là đối với những cái món mà như thế này á, thì mình phải xay sốt. Thì mình phải xay sốt hạt điều, sốt đậu phộng, sốt lá dứa và sốt gấc. Và những cái sốt này xay xong á, thì mình có thể là để nhiệt độ thường dùng trong ngày, hoặc là bảo quản ngăn mát dùng được cả tuần. Rất là thuận tiện nha cả nhà. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần xay sốt đậu phộng và cả gấc luôn nha. Rồi mời cả nhà đến với phần xay 4 loại sốt để chúng ta chuẩn bị ra món. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu ủ trà. Thì thứ nhất là chúng ta phải chuẩn bị một cái bình, một cái nồi hoặc cái bình có khả năng giữ nhiệt giống như ở đây. Và đặc biệt là đối với trà lá dạng nhuyễn, chúng ta phải dùng tới 3 cái túi vải lọc trà này. 1 nè, 2, 3. Bởi vì nếu chúng ta dùng một cái túi vải thôi á, giống như là trà lá dạng lớn thì không được, nó sẽ rớt những cái vụn trà ra ngoài. Cho nên chúng ta phải làm 3 lớp túi vải nha cả nhà. Đây. Và bây giờ Nhi sẽ luồn vào lớp thứ nhất này cả nhà. Sau đó Nhi luồn lớp thứ hai vào, rồi đến lớp thứ ba. Cả nhà lưu ý mấy cái túi này không phải là ở dơ nha, mà là mình ủ trà nhiều thì nó có cái màu trà thôi nha cả nhà. Chứ đừng nói em ở dơ mà tội nghiệp em đó. Rồi, như vậy là bây giờ chúng ta đã lòng 3 cái túi vào rồi. Bây giờ chúng ta cho trà vô. Bây giờ Nhi sẽ cho vào túi này là 80g trà cám dạng nhuyễn nha cả nhà. 80g, cho cẩn thận nha, không bị rớt ra ngoài. Tuyệt vời luôn. Sau đó mình rút dây. Rút dây thì mình nhớ rút kỹ từng túi một. Đấy. Rồi, rút chặt. Trời, thơm quá cả nhà ơi. Chưa có ủ, chưa đổ nước sôi vô mà nó đã thơm rồi. Anh chị có biết vì sao cái trà dạng nhuyễn mà nó ngon không? Là bởi vì á, dạng nhuyễn chính là những cái đọt trà mà khi sấy khô á, thì những cái đọt trà đó nó dễ rớt ra hơn. À, nó dễ bị vụn hơn. À, nó dễ bị vụn thành cám. Thứ nhất là trà cám mình cũng cắt từ cái lá lớn ra. Nhưng mà ngoài ra những cái người ta sản xuất á, thì những cái mà trà vụn á, mà nó của đọt rồi đó, nó bị rớt ra đó, thì người ta cũng dùng làm trà cám. Mà nói là trà cám, trà lá dạng nhuyễn như này, thì nó nói chung là như ưng ý lắm. Thì để biết ưng ý thế nào, cả nhà mình nhớ mua sản phẩm mới là trà lá dạng nhuyễn nha, trà xanh đặc biệt, dạng lá nhuyễn của Lộc Phát về để làm món này nha. Món này làm ra không ngon là em không lấy tiền luôn đó. Tiếp theo là chúng ta cho 2,4 lít nước sôi vào bình. Wow, thơm quá cả nhà ơi. Mới đổ nước sôi vô là quá thơm rồi nha. Rồi, chúng ta đổ nước sôi vô là thơm quá cả nhà ơi. Bây giờ mình nhớ lấy cái một cái que khuấy hay là đũa hay vá và chúng ta dầm nha. Dầm thế này, rồi đậy nắp vào. Thời gian ủ trà là từ 3 cho tới 5 phút nha cả nhà. Mình ủ 3 phút hoặc 5 phút cũng được ha. Nếu mà không có gì vội vàng chúng ta ủ 5 phút nha. Còn nếu mà mình đang vội thì mình ủ 3 phút nó vẫn ngon. Chứ không phải là không ngon nha. Rồi bây giờ Nhi sẽ ủ khoảng tầm là 5 phút. Rồi, như vậy là thời gian ủ trà là đã được 5 phút rồi.
Chúng ta ủ 3 cũng được, 5 cũng được cả nhà nha. 5 phút thì nó đậm hơn chút. Thì thời gian ủ trà đã được 5 phút rồi nè. Wow, bây giờ trước khi mà vớt cái túi vải lọc trà ra đó nha, thì chúng ta lưu ý là chúng ta phải dầm. Đầu tiên Nhi gấp cái đầu nó lên trước để nó không bị rơi mấy cái trà ra. Nhi dầm, Nhi dầm cho những cái trà trong túi á, nó ra hết ở nước. Thời gian ủ trà là quá nhanh luôn á, cả nhà bình thường phải chờ tới 20 phút nha. Nhưng giờ nhanh gọn lẹ luôn, mình ủ chỉ có mức của mình có 5 phút thôi, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rồi, dầm như thế là trà ra hết rồi. Bây giờ chúng ta lấy cái kẹp gấp, chúng ta kẹp ở cái đầu túi trà chúng ta quấn. Chúng ta quấn để chúng ta vắt, chứ nó nóng lắm. Trời ơi, thơm quá. Wow, tuyệt vời. Quá tuyệt vời, em là rất thích cái mùi trà xanh các anh chị ạ. Thơm quá trời thơm luôn. Thơm mà đây là mùi tự nhiên nha cả nhà nha. Cái dòng trà xanh này là không tẩm ướp, tự nhiên, mùi thơm tự nhiên của trà. Uống như vậy thì mới tốt cho sức khỏe được. Vắt kiệt luôn, mà đặc biệt những cái trà lá mà vàng nhuyễn này vắt nó cũng dễ nữa, dễ hơn trà to. Nói chung là nhiều điểm cộng lắm. Nè, giá vốn thì rẻ nè, ngon nè, thơm nè, mà nguyên chất này không có tẩm ướp nè. Để thời gian ủ trà thì ngắn này, giúp chị em chúng ta ủ trà rút ngắn thời gian nè. Mà trà thì tuyệt vời lắm, nói chung là không thể nào mà diễn tả được độ ngon, chỉ có bằng cách mua về làm uống thử thôi mới biết được thôi nha. Rồi, vắt xong rồi, thơm quá. Bây giờ bước tiếp theo, cho vào trong bình nước trà của mình 500g bột béo nha. Cho vào luôn 500g bột béo. Tiếp theo muối ăn, phải có muối ăn để giúp cho độ ngọt của trà sữa được ngọt thanh. 2.5ml muối ăn tương đương với 2g muối. Rồi, lấy que khuấy, khuấy đều. Wow, anh chị thấy cái màu hấp dẫn không? Cái màu này là màu do sao? Cái màu trắng xanh. Trắng xanh là do nước trà đó, nó là màu màu xanh ha. Nước trà nó là màu xanh, màu vàng ngã sang xanh nên nó mới được trắng xanh. Nhìn cái màu là đã chảy nước miếng rồi, không nói gì thêm được nữa. Trời ơi, nhìn cái màu nè. Cái màu trắng xanh vậy là biết trà xịn sò cỡ nào đúng không ạ? Khuấy đều, khuấy mạnh tay, khuấy đều. Sau đó cho sữa đặc vô cả nhà ơi. Đây là Nhi cho 300g, 300g sữa đặc nhé. Nãy là 500g bột béo, 2g muối ăn và 300g sữa đặc. Mình lấy miếng nước trà sữa mình khuấy. Thơm ngon tới giọt cuối cùng luôn cho em nha. Chả xuống hết nha. Khuấy đều lên. Rồi, cho đá bi ạ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cho 700g đá bi. Chúng ta cho 700g đá bi vào nha cả nhà. Mục tiêu của việc cho đá bi để làm gì? Để chúng ta làm nguội cái hỗn hợp nước trà sữa của mình. Và khi nó nguội ngay á, thì chúng ta sẽ cho nó ra keo, ra chai, ra bình có nắp. Chúng ta đậy nắp kín liền thì bảo quản ngăn mát, nó sẽ giúp giữ được mùi thơm của trà. Ngoài ra chúng ta bảo quản liền như vậy đó và làm nguội nhanh á, thì nó sẽ không có bị hầm hơi, nó sẽ giúp trà sữa của mình lâu hư hơn. Nói tóm lại là cho đá bi vô để làm trà sữa nguội thì mình bảo quản được liền. Mà khi đóng nắp kín bảo quản được liền thì giúp hai cái tác dụng, một là giữ mùi thơm, hai là giúp trà sữa lâu hư nha cả nhà. Bảo quản trong ngăn mát nha. Wow, cái màu. Wow, cái màu trà sữa này là coi như là chỉ có các cái tín đồ trà sữa mà hiểu về trà đó, mà thấy cái màu trắng xanh này á, là chỉ có là xỉu ấp xỉu đau thôi cả nhà nha. Bởi vì sao? Cái màu trắng xanh là chứng tỏ là cái trà nó rất là ngon, nó ra cái nước xanh hậu ngọt thì nó mới trắng xanh được như thế này. Đó, và nếu mà tín đồ nào mà biết uống trà mà là tín đồ trà sữa, nhìn màu trắng xanh này chỉ có là xỉu lên xỉu xuống thôi. Và hiện tại em là cũng rất hào hứng, rất muốn thử rồi đó ha. Đấy,
Ok, bây giờ thành phẩm đã xong. Phần trà sữa này cả nhà mình sẽ chiết ra những cái bình, những cái keo, những cái chai nào mà có nắp. Sau đó bảo quản ngăn mát cho em. Thì thời gian bảo quản ngăn mát của trà sữa mình tối đa là 7 ngày. 7 ngày nha, nhưng mà ngon nhất là trong vòng 3 ngày đầu. Rồi, bây giờ không để cả nhà chờ đợi lâu, chúng ta ra ly nha, ra ly để thưởng thức ngay thôi nào. Bây giờ chúng ta sẽ xay sốt hạt, sốt đậu phộng nha. Đậu phộng mua về thì chúng ta rang, rang khoảng tầm 15 tới 20 phút cho đến khi nào mà mình thấy á, cái vỏ đậu nó bắt đầu vàng, vàng nâu là nó chín rồi đó, nó và nó phải thơm. Mình phải nghe được mùi thơm của đậu phộng kết hợp với cái vỏ nó đã vàng nâu ha, là chín thì chúng ta bắt đầu bỏ vỏ đi, chúng ta cân 100 g. Tiếp theo chúng ta cho vào cối 250 ml nước lọc và bật máy lên xay. Chúng ta xay khoảng 3 đến 5 phút cho đến khi nào đậu phộng mịn nha. Rồi, sau khi chúng ta xay được 3 phút thì đậu lạc của chúng ta đã rất là mịn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm sốt gấc. Chúng ta cho cơm gấc vào theo tỷ lệ là cứ 50 g. Cứ 50 g gấc ha, thì chúng ta cho thêm 100 nước. 50 g gấc và 100 nước lọc vào cối. Mình có thể làm nhiều hơn nếu mình cần cái số lượng nhiều hơn nha. Rồi chúng ta xay 3 phút. Rồi, khi đã được 3 phút rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cho cái sốt gấc ra rây để lược. Wow, sốt gấc nó rất là đặc nha anh chị nha. Rồi, và để lấy hết được cái phần dư ở trong cối á, chúng ta cho 30 ml nước vô để chúng ta xay, để lấy cái phần dư trong cối ra. Chứ mà trong cối này là rất là nhiều gấc còn dư ha, mình phải đổ ra. Rồi mình dùng muỗng mình lược cái thịt gấc. Tại vì gấc thì nó hơi khó để nát ra ha, cho nên chúng ta phải dùng rây để lược. Để uống nó không có cái lợn cợn của gấc quá nhiều thì nó mới ngon. Sau đó chúng ta gạt cái gấc, cái rây như thế này để lấy hết cái phần gấc còn dư dưới đáy rây. Wow. Cái phần gấc này thì thật ra vẫn cứ ăn được, nhưng mà nếu làm nước á mà nó không có mịn như thế này thì uống nó không ngon. Nên chúng ta để nó ra riêng, cho đợt xay sau thì chúng ta cũng có thể cho vô xay được nha. Wow, con chị mời anh chị chiêm ngưỡng cái sốt gấc của mình rất là sền sệt, rất là ngon. Bây giờ chúng ta đong ra ca để xíu nó mình biết nó là bao nhiêu ml ha. Rồi chúng ta đong để coi biết là tổng sốt được bao nhiêu ml ha các anh chị. Sau khi xay xong thì sốt gấc được 150 ha, 150 ml là mình đã sử dụng tổng là 103 nước và 50 gấc. 100 là lúc đầu để xay chung với 50, còn 30 ml là lúc sau để chúng ta tráng cái cối ha. Rồi như vậy là chúng ta đã xay xong 4 loại nước sốt. Nhi nhắc lại một lần nữa ha, 4 loại nước sốt này mình có thể xay số lượng như Nhi đang dùng hoặc nhiều hơn để mình có thể bảo quản ngăn mát và sử dụng dần. Rồi ở đây đậu phộng hay còn gọi là đậu lạc thì chúng ta cũng dùng 100 g đậu lạc rang kết hợp với 250 ml nước thì thu được 320 ml. Ở đây là gấc, cơm gấc 50 g kết hợp với 130 ml nước thì chúng ta sẽ thu được là 150 ml. Thì tất cả những cái nước cốt này chúng ta đều xay với máy xay đa năng trong vòng 3 phút.
Đối với cái hạt điều và đậu lạc thì chúng ta không cần lọc, còn đối với gấc và lá dứa thì chúng ta sẽ lọc lại cho nó mịn nha. Và phần nước sốt đã sẵn sàng, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần ra món. Cái phần xay nước sốt này nếu mình làm xong rồi thì đến lúc khách ra món mình làm rất nhanh, cho nên phần nước sốt này mình phải chuẩn bị trước nha. Bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn chúng ta ra ly. Thì Nhi sẽ có món trà sữa gấc lạc hồng, trà sữa lạc hồng, tức là kết hợp giữa gấc và đậu lạc. Thì bây giờ đầu tiên á, cái lượng gấc mà mình cần cho vào mỗi ly á, là 15ml. 15ml gấc cho mỗi ly nha. Tiếp theo là mỗi ly là đều 20ml nước đường. Nếu mà ai mà muốn ăn kiêng cho bớt cái phần calorie, bớt phần năng lượng, thì chúng ta có thể sử dụng 3g đường ăn kiêng nha. Còn nếu bình thường chúng ta sẽ sử dụng 20ml nước đường. Bên phía tay phải của Nhi thì Nhi sẽ cho đậu lạc. Lượng sốt hạt điều và sốt đậu lạc là 65ml nha cả nhà. Sau khi cho xong rồi thì Nhi sẽ dùng muỗng để khuấy cái hỗn hợp gấc nước đường và sốt đậu. Rồi, đây là gấc đậu phộng này cả nhà ha. Gấc đậu phộng và nước đường. Chà, rất là béo luôn. Tuyệt vời luôn. Rồi, tiếp theo Nhi sẽ cho đá vô. Rồi, sau đó mình sẽ rót 150ml nước cốt trà sữa trà xanh mà mình đã làm trước đó ha. Wow, tuyệt vời luôn. Rồi, ở đây, như lúc đầu chúng ta có cái trân châu ba quy. Ba quy mà chúng ta đã ướp cái phần gấc thì nó ra màu đỏ. Thì ở đây chúng ta có lấy nửa vá thôi. Nhìn hấp dẫn chưa? Nửa vá, nhưng mà do đây là Nhi trang trí chụp hình nên Nhi sẽ lấy một vá luôn nha. Còn bình thường anh chị bán lấy nửa vá được rồi, để giá vốn không quá cao. Do cái phần sốt dưới này nó cũng nhiều tiền á, sốt hạt điều rồi sốt gấc rồi đó. Rồi cái ly còn lại thì chúng ta có thể cho màu xanh, ba quy màu xanh. Màu xanh này là Nhi dùng 200g ba quy, Nhi kết hợp với 30ml nước cốt lá dứa mình mới xay đó ha. Màu xanh nhạt thôi. Đó. Tiếp theo mình có thể trang trí thêm một cái lá vô giữa ly cho nó xinh xắn. Như thế này. Lá này là lá mùi tây nha cả nhà. Nếu không có lá mùi tây thì chúng ta có thể sử dụng lá bạc hà cũng được luôn nha. Có cái lá vô thì nó tươi hơn. Nó tươi cái món đồ uống của mình hơn. Rồi như vậy là Nhi đã vừa hướng dẫn xong 3 ly với công thức là tương đương nhau. Nhi nhắc lại ở phần dưới thì chúng ta có 15ml nước sốt gấc, rồi 65ml nước sốt hạt điều hoặc là nước sốt đậu lạc, rồi 20ml nước đường. Nếu mà mình muốn ăn kiêng á, thì mình sẽ dùng đường ăn kiêng 3g để cho giảm bớt cái lượng calorie. Thì như vậy cái lượng calorie mình nạp vào nó ít ha. Chúng ta khuấy đều hỗn hợp sốt lên, sau đó chúng ta cho đá tới 2/3 ly. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ rót vào đây á, là 150ml nước trà sữa trà xanh. Nếu mình muốn cái vị trà ít hơn á, thì chúng ta có thể sử dụng 130ml nước trà sữa thôi vẫn được nha cả nhà. Và với công thức đó thì chúng ta sẽ ra được cái ly bên trái là trà sữa gấc lạc. Hay là chúng ta thấy có màu hồng này nên chúng ta có thể đặt cái ly mà gấc kết hợp với đậu lạc á, là ly trà sữa lạc hồng. Nghe sẽ rất là hay nha cả nhà nha. Đó, như vậy là Nhi đã vừa hướng dẫn xong 3 ly. Chuỗi trà sữa liên quan đến gấc, nó sẽ thêm cái phần gấc vào để cho nó tốt cho sức khỏe của mình hơn, có nhiều vitamin, vi chất, vi lượng hơn, là sẽ tốt hơn cho chúng ta so với việc chỉ uống trà sữa không thôi, đúng không ạ? Rồi ở đây đối với món trà sữa lạc hồng, tức là kết hợp giữa đậu lạc và gấc cũng như là trà sữa, thì tổng giá vốn của ly 500ml mà mình vừa mới làm, tính luôn tiền ly muỗng ống hút đem về thì giá vốn là 6.700 đồng. 6.700 đồng là chưa tính tiền topping. Nếu mình dùng nửa vá trân châu ba quy thì giá vốn 1.500 ha.
Vậy là 6.700 đồng mà cộng thêm 1.500 là 8.200 đồng nếu có tính luôn topping. Đó là ly làm bằng đậu phộng, gấc và trà sữa. Và như vậy thì với một ly trà sữa rất là chất lượng mà giá vốn chỉ có 8 đến 10 ngàn thôi á, thì quá ư là rẻ. Bởi vì riêng hạt điều không là đã rất sang rồi, mà còn có thêm gấc mà gấc tự nhiên vào nữa đó, thì với những ly sang chảnh thế này á, thì mình có quyền bán giá vốn cao hơn một chút so với những món trà sữa bình thường. Ngoài ra nếu anh chị nào vẫn muốn bán bình dân thì mình không có cho topping nữa nha. Mình chỉ có đậu lạc, gấc, trà sữa, hoặc là điều gấc trà sữa thôi. Mình bỏ cái topping ra thì mình trừ được 1.500 tiền giá vốn. Thì thay vì từ 8 đến 10 ngàn thì bây giờ nó chỉ còn lại từ 6.500 cho tới 8.500 mà thôi ha, thì mình bán cũng được luôn đó. Nói chung món này muốn bán bình dân thì bớt cái phần topping lại. Còn nếu mà bán giá ok cỡ khoảng 25-30 ngàn trở lên thì mình có thể hoàn toàn giữ nguyên công thức để mình bán cho khách hàng với cái chất lượng ngon nhất có cả topping. Như vậy là Nhi đã vừa hướng dẫn xong chuỗi trà sữa mà Nhi rất là ưng ý, bởi vì là ngoài việc uống trà sữa thì chúng ta cũng nên bổ sung thêm những cái đồ tươi cho khách. Ví dụ như trái cây tươi, lần trước Nhi đã hướng dẫn về chuối rồi đúng không? Và lần này Nhi lại đưa gấc vào trong trà sữa của mình. Và Nhi mong các anh chị sẽ làm những món này để cập nhật vào thêm những cái món ngon cho gia đình của mình, hoặc là cập nhật vào menu quán mình nha. Chúc các anh chị sẽ thực hiện bài học thành công để thực hiện và áp dụng vào trong công việc cũng như là cuộc sống gia đình mình một cách hiệu quả. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bài học tiếp theo.